Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình trồng bưởi diễn cho thu nhập từ 700 đến 800 triệu đồng ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Thành phố Nam Định thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh. Trường Trung học Phổ thông Quang Trung, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định thực hiện hiệu quả mô hình nhà giáo dục truyền thống. Lợi ích từ việc vệ sinh nóng đường điện tại Hải Dương. Bắc Ninh hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thành phố Ninh Bình tăng cường quản lý dịch vụ cầm đồ dịp cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên luôn tích cực vận động bà con chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả sang đất trồng cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, điển hình có anh Trần Văn Hưng tại thôn Tiền Phong với mô hình trồng bưởi diễn, mỗi năm đều giúp gia đình anh thu lãi từ 700 đến 800 triệu đồng. Nhận thấy giá trị từ trồng bưởi cũng như các cây ăn quả khác cao hơn cây lúa, năm 2012, anh Hưng bắt đầu chuyển đổi hơn 2 mẫu sang trồng bưởi. Với trên 400 gốc, đến nay vườn bưởi của gia đình anh mỗi năm đều thu về hơn 1 vạn quả. Đối với quả loại 1, từ 8 lạng đến 1 cân 2, có giá bán từ 28 đến 30 nghìn đồng một quả. Loại nhỏ hơn có giá từ 18 đến 20 nghìn đồng một quả. Bưởi thu hoạch đến đâu, được anh vận chuyển lên Hà Nội tiêu thụ tại cửa hàng bán hoa quả của gia đình và bán cho các mối hàng lâu năm. Theo anh cho biết, để bưởi bán được giá cao, quy trình chăm sóc sạch giúp bưởi có chất lượng ngon đóng vai trò quyết định. Thông tin từ Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao của tỉnh Hà Nam cho biết, đến nay công ty VinEco Hà Nam đã khảo sát các chương trình nông sản sạch của hơn 40 hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ nông dân. Trong hơn 40 đơn vị, được khảo sát đã có 20 đơn vị đủ tiêu chuẩn để doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản thuộc các nhóm sản phẩm rau xanh, trái cây, nấm ăn và nấm dược liệu. Tuy nhiên, do chưa đủ về số lượng cung cấp nên đến nay mới chỉ có 5 trên 24 cơ sở sản xuất nông sản sạch xuất bán sản phẩm cho doanh nghiệp VinEco. Tính đến cuối tháng 11, 5 cơ sở này đã đưa được trên 82 tấn sản phẩm lên kệ, bày bán tại siêu thị Vinmark của VinEco, giá bán tăng từ 15 đến 25% so với giá bán địa phương. Các hộ đã được ký hợp đồng liên kết, còn lại đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để có thể đưa sản phẩm lên kệ trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 22 cửa hàng giới thiệu bán sản phẩm nông sản an toàn, thu mua đa dạng các sản phẩm nông nghiệp sạch của nhiều tổ chức và cá nhân, thực hiện kết nối cung cầu đa dạng. So với nhiều loại nông sản khác, trồng nấm có nhiều thuận lợi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên hiện nay, việc tiêu thụ sản phẩm này đôi khi gặp khó khăn và chưa tạo được sự liên kết giữa các hộ. Ninh Bình là một trong những tỉnh có phong trào trồng nấm rất sớm và hiện nay đang duy trì 11 hợp tác xã và tổ hợp tác, gần 100 cơ sở trồng nấm thường xuyên ổn định, khẳng định nghề này phù hợp với phát triển kinh tế nông thôn, có hiệu quả cao, góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, việc chế biến và tiêu thụ nấm chưa thực sự chặt chẽ, chưa hình thành được chuỗi liên kết tiêu thụ hàng hóa. Các đơn vị chủ yếu tự tìm thị trường tiêu thụ qua thương lái thu mua nên giá bán không ổn định, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Vì vậy, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với người dân để giúp các cơ sở chủ động kế hoạch sản xuất và bảo đảm giá thu mua, khắc phục được tình trạng được mùa mất giá. Tại hội nghị, đại diện các cơ sở sản xuất có cơ hội trao đổi, cung cấp thông tin và kết nối cùng các doanh nghiệp lên kế hoạch để tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới. Các doanh nghiệp cũng đã gợi mở một số đơn hàng sản xuất, tiêu thụ nấm, tìm những hướng đi phù hợp, mang lại hiệu quả cho bà con nông dân. Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đã chuyển đổi được 175 ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Nhiều mô hình chuyển đổi đạt hiệu quả kinh tế cao gấp 2 đến 3 lần so với cấy lúa. Việc chuyển đổi từ đất lúa sang trồng cây ăn quả ở Ninh Giang được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 35 của Chính phủ và Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chuyển đổi gắn liền với ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, đảm bảo cho hiệu quả kinh tế ổn định và bền vững. Cây có múi được chuyển đổi ở những chân ruộng đất thịt, chân đất tốt tại các xã Vĩnh Hòa, Hồng Phong, Kiến Quốc, Đồng Tâm, Hiệp Lực, Hưng Thái, cây ổi tập trung trồng ở Hiệp Lực, Hồng Dụ, Vĩnh Hòa. Đồng thời kế hoạch chuyển đổi được xây dựng cho từng năm theo hướng bền vững. Năm 2018 chuyển đổi 216 ha, năm 2019 là 388 ha, năm 2020 là 118 ha.
Nhờ có việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nên giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Ninh Giang năm 2018 ước tính đạt gần 150 triệu một hecta. Trong thời gian tới, huyện sẽ tích cực hỗ trợ bà con nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao đời sống cho bà con nông dân. Nam Định là một trong số 23 thành phố thuộc 6 vùng kinh tế được chọn thực hiện thí điểm kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh đến năm 2030. Tuy nhiên, đối với thành phố Nam Định, để huy động được nguồn lực lớn thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh lại là một thách thức. Sử dụng năng lượng tái tạo giảm bớt rác thải khí nhà kính chỉ là một phần rất nhỏ trong nhóm hành động ưu tiên của kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Các nhóm hành động ưu tiên được tập trung vào 3 chủ đề chính gồm rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và chương trình phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh ứng phó với biến đổi khí hậu, lập kế hoạch, huy động nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ và đầu tư xây dựng phát triển đô thị tăng trưởng xanh hàng năm, cũng như theo giai đoạn quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Theo quy định của Bộ Xây dựng, 24 chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh được chia thành 4 nhóm: kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế. Đây là cơ sở để đề xuất các giải pháp phát triển đô thị tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện đặc thù của từng đô thị trước những thách thức về biến đổi khí hậu như tình trạng ngập lụt hoặc những thách thức trong quá trình đô thị hóa như vấn nạn ùn tắc giao thông, quản lý rác thải, nước thải. Trên địa bàn thành phố Nam Định, việc xây dựng tuyến phố không rác thải hoặc quản lý lòng đường vỉa hè, quản lý các hồ điều hòa còn thiếu, chưa kể toàn bộ lượng nước thải vẫn không thể thu gom được và đều xả thẳng vào hệ thống thoát nước chung. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam vừa tổ chức chương trình trao tặng xe đạp và đồ dùng học tập cho trẻ em, hai xã ở tỉnh Hưng Yên nằm trong dự án hỗ trợ trẻ em lang thang và nguy cơ bỏ học đi lang thang, là xã Đồng Thanh, huyện Kim Động và xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã trao tặng 145 chiếc xe đạp và 200 bộ đồ dùng học tập cho 200 trẻ em của hai xã Đồng Thanh, huyện Kim Động và Thuần Hưng của huyện Khoái Châu. Đây là những trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam nhằm khích lệ, động viên tinh thần đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tự tin vươn lên trong cuộc sống và học tập ngày càng được tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua, hiện nay mô hình nhà giáo dục truyền thống Uống nước nhớ nguồn và phòng văn sử địa của trường Trung học phổ thông Quang Trung, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định hiện đang được nhiều trường học trong tỉnh đến tham quan, học tập. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, dân ta phải biết giữ ta cho tường cốc tích nước nhà Việt Nam. Ý tưởng đổi mới giáo dục lịch sử truyền thống văn hóa qua các hoạt động ngoại khóa của trường Trung học phổ thông Quang Trung đã được hình thành, tổ chức thực hiện qua nhiều năm nay. Hàng trăm hiện vật lịch sử có giá trị, các công cụ lao động, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày được trưng bày ở nhà giáo dục truyền thống Uống nước nhớ nguồn. Các em học sinh có thể hình dung và hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử của quê hương đất nước, về cuộc sống của nhân dân ta trong những ngày gian khổ của dân tộc. Đây là công trình mà cán bộ giáo viên nhà trường phải dành nhiều thời gian dày công sưu tầm, sau đó lựa chọn hình thức trưng bày và đưa vào giáo trình giảng dạy cho phù hợp. Đây là một việc làm rất là kỳ công, rất phức tạp và mất rất nhiều thời gian. Và chúng tôi cho là rất là quý. Nếu mà mình không sưu tầm kịp thời để dăm 10 năm nữa thì có thể người ta về vứt hết đi rồi hoặc người ta không dùng nữa. Mà cái sưu tầm như thế này đối với học sinh ấy, khi cho các cháu nó xem những hình ảnh cụ thể, những cái sự vật cụ thể thì các cháu hiểu. Và có thể chúng tôi cho các cháu thực hành. Mà chúng tôi đã cho các cháu thử hành đi cày, đi bừa, đi cuốc, đi cấy, đi gặt, giã gạo, xay tóc, giã lúa. Chúng tôi cho con học thì phải chọn trường, vì nhà trường có kỷ cương, lề lếp. Nhà trường rất coi trọng việc dạy chữ, dạy người, cho nên hàng năm tỷ lệ đạt được thi vào trường đại học cao đẳng tỷ lệ rất là cao. Vì thế, phụ huynh rất yên tâm cho con học tại trường. Giáo dục truyền thống lịch sử bằng hiện vật của trường Trung học phổ thông Quang Trung đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2018 và xuân tình nguyện 2019.
buổi ra quân có sự tham gia của gần 200 đoàn viên thanh niên đến từ các câu lạc bộ tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch tình nguyện mùa đông 2018 và xuân tình nguyện 2019 phát động tới toàn bộ đoàn viên thanh niên và các tổ chức tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên, các nhà hảo tâm doanh nghiệp đồng hành, các tổ, đội, nhóm tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch sẽ diễn ra từ tháng 10 năm 2018 đến hết tháng 2 năm 2019, với các hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm giúp đỡ các em thanh thiếu nhi, các đối tượng gia đình chính sách neo đơn hộ nghèo, các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh. Mục tiêu chiến dịch 100% các cấp đoàn, hội, tổ chức vận động đoàn viên thanh niên quyên góp trên 500 chăn ấm, 56.000 đôi tất ấm, gần 7.000 vở sạch. Song song với đó là các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, vận động tham gia hiến máu tình nguyện, xây dựng mái ấm thanh niên, trồng và chăm sóc cây xanh, chăm lo Tết cho thanh niên công nhân, thanh thiếu nhi, tặng quà, hỗ trợ thanh niên công nhân vé tàu xe về quê ăn Tết. Tại buổi giao quân, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao tặng 10 chiếc chăn ấm và 1.000 đôi tất ấm cho các bệnh nhân phong đang điều trị tại bệnh viện. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công ty Honda Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lớp đào tạo lái xe an toàn cho cán bộ, người lao động của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hệ thống Xây dựng Sumi Việt Nam năm 2018. Hơn 200 cán bộ, người lao động của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hệ thống Dây dẫn Sumi Việt Nam đã được các hướng dẫn viên lái xe an toàn của Honda Việt Nam hướng dẫn trao đổi nhiều nội dung bổ ích thiết thực. Cách kiểm tra xe hàng ngày trước khi đi, tầm quan trọng của mũ bảo hiểm, tư thế lái xe đúng, cách nhận biết hệ thống biển báo đường bộ, phương pháp phỏng đoán rủi ro, kỹ năng phanh trong các tình huống khẩn cấp, kỹ thuật thăng bằng. Cùng với đó là những trò chơi ghép biển báo giao thông nhanh nhằm củng cố kiến thức về hệ thống biển báo hiệu đường bộ cho các cán bộ công nhân viên tham gia tập huấn. Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ chiến dịch an toàn giao thông cùng Honda Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nam. Hai lần trước, Honda Việt Nam đã tổ chức đào tạo được trên 200 cán bộ phụ trách an toàn của hơn 100 doanh nghiệp trong khu công nghiệp của Hà Nam. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thuộc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho trên 200 tổ chức cá nhân trên địa bàn xã Bình Định, huyện Kiến Sương. Nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất và người dân giảm chi phí, nâng cao giá trị sản xuất và chất lượng sinh hoạt cuộc sống, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tiết kiệm năng lượng, tư vấn cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn xã thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt, người dân xã Bình Định được hướng dẫn các phương pháp sử dụng thiết bị điện đạt hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng điện, góp phần giảm chi phí đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận kinh tế. Bên cạnh đó, cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp còn trang bị kiến thức cho người dân một số kỹ năng lựa chọn sử dụng các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc tái tạo năng lượng từ thiên nhiên như gió, nhiệt mặt trời, các chất thải trong sản xuất, chăn nuôi để phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng. Nhằm đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và thực hiện mục tiêu tối ưu hóa chi phí, từ tháng 6 năm nay, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Điện lực Hải Dương đưa công nghệ mới sử dụng nước đã qua xử lý thành nước đã cách điện, kết hợp với phun áp lực cao để vệ sinh, làm sạch, loại bỏ các bụi bẩn trên đường dây, xứ cách điện và trạm biến áp. Với giải pháp công nghệ dùng nước cách điện áp lực cao để rửa sạch bụi bẩn cho phép thợ điện thực hiện nhiệm vụ vệ sinh mà không phải cắt điện đường dây truyền tải, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn lao động đối với công nhân quản lý vận hành khi phải lau chùi từng quả sứ, bát sứ trên độ cao từ 10 đến 20 mét. Ngoài ra, giải pháp này còn mang lại lợi ích kép. Cụ thể như Điện lực Kinh Môn hiện đang vận hành 241 km đường dây trung áp, 428 km đường dây hạ áp với tổng số 370 trạm biến áp và 404 máy biến áp. Khi thực hiện giải pháp này, tiết giảm được nhiều chi phí và thời gian trong quá trình vệ sinh lưới điện mà vẫn đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn. Hơn nữa ở đây là dân sinh đông và là doanh nghiệp cũng có một số doanh nghiệp là phải dùng điện. Thế mà tắt điện, mất điện hàng ngày thì rất là ảnh hưởng đến sản xuất. Thế thì theo tôi cái bảo trì là sau khi bảo trì cái điện này thì cái đường điện là nó đảm bảo hiệu suất cao mà dân dùng là không bị trục trặc. Thì cái đấy là cũng là để đảm bảo dân sinh và cũng như là phát triển kinh tế. Từ tháng 6, Điện lực Hải Dương áp dụng công nghệ sử dụng nước đã qua xử lý thành nước cách điện, kết hợp vòi phun áp lực cao để vệ sinh làm sạch, loại bỏ các bụi bẩn trên đường dây, xứ cách điện và trạm biến áp.
Đến nay giải pháp này được thực hiện tại 12 điện lực huyện, thành phố và thị xã. Chúng tôi đã áp dụng rất hiệu quả công nghệ này và đã đem lại những lợi ích trong công tác giảm suất sự cố, nâng cao độ tin cậy cung ứng điện. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác đào tạo về mặt nhân lực cũng như là tăng cường giám sát để đảm bảo sử dụng theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Nhằm nâng cao chất lượng nguồn điện, Điện lực Hải Dương đã và đang áp dụng nhiều công nghệ trong sản xuất vận hành. Việc thực hiện bảo dưỡng định kỳ, nhất là với các đường dây trung thế là cần thiết. Sau một thời gian thực hiện giải pháp công nghệ dùng nước cách điện áp lực cao để rửa sạch bụi bẩn đường dây, xứ cách điện và trạm biến áp đã đem lại hiệu quả tích cực, cung cấp điện an toàn liên tục và thực hiện mục tiêu tối ưu hóa chi phí của ngành điện. Thực hiện theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh, Ban chỉ đạo 515, 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 515 các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu ban hành và triển khai kế hoạch tập huấn, lập bản đồ, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian và đủ thành phần. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn thực hiện hướng dẫn kê khai danh sách, xử lý các thông tin về mộ liệt sĩ do người dân cung cấp và trực tiếp xuống thôn xóm để xác minh kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sĩ. Theo số liệu kiểm đếm của các xã, phường, thị trấn toàn tỉnh có 2.067 liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn. Trong đó, 2.055 mộ liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập trên địa bàn, 12 mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập. Đã đưa vào nghĩa trang liệt sĩ địa phương 1.854 hài cốt và 189 hài cốt đưa về gia đình quản lý, chăm sóc tại nghĩa trang nhân dân các thôn và bàn giao cho các địa phương khác 12 hài cốt liệt sĩ. Dịch vụ cầm đồ là hình thức kinh doanh có điều kiện, được pháp luật công nhận, đáp ứng nhu cầu cầm cố tài sản, vay tiêu dùng của một số bộ phận người dân. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, thường bị biến tướng và có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, lực lượng công an thành phố Ninh Bình đang tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tội phạm phát sinh từ loại hình kinh doanh này. Qua rà soát, toàn thành phố hiện có 32 cơ sở cầm đồ được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, thường tập trung ở các phường trung tâm như Đông Thành, Tân Thành và Phúc Thành. Mặt hàng cầm đồ hết sức đa dạng, từ xe đạp điện, xe máy, máy tính, điện thoại di động. Khách hàng cũng ở nhiều lứa tuổi và đến từ nhiều nơi. Tuy nhiên, kinh doanh dịch vụ cầm đồ luôn tiềm ẩn nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố có 10 cơ sở bị xử phạt, tức là khoảng gần 1/3 tổng số cơ sở được cấp phép. Vi phạm các lỗi như cầm cố tài sản không đúng chủ sở hữu, không ghi chép sổ đầy đủ và một số biểu hiện khác. Xác định dịp cuối năm là thời điểm hoạt động dịch vụ cầm đồ trở nên nhộn nhịp hơn. Do vậy, để tăng cường quản lý, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Công an phường phối hợp thường xuyên phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an thành phố cũng như công an tỉnh, thường xuyên xuống tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh cầm đồ thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Và bên cạnh đó thì chỉ huy công an phường tăng cường công tác chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực xuống nắm tình hình địa bàn, sẽ kiểm tra đột xuất, kiên quyết và xử lý những trường hợp mà sai phạm. Về phía người dân, cần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đẩy mạnh hoạt động của các tổ dân phố, thôn, xóm an toàn, dòng họ tự quản về an ninh trật tự, tham gia phòng ngừa, phát hiện những cơ sở cầm đồ có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng, vận động con em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, nằm xen kẽ trong khu dân cư, hoạt động mang tính thời vụ đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân và khó khăn trong công tác quản lý. Người dân Thái Bình đang kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng với các cấp các ngành xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện để quy hoạch khu giết mổ tập trung, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ gia súc gia cầm và vệ sinh thú y là yêu cầu cần thiết hàng đầu trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Bởi hiện nay, Thái Bình có trên 1.700 hộ giết mổ gia súc gia cầm đang hoạt động. Tình trạng các cơ sở giết mổ nằm trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh thú y, ảnh hưởng vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến môi trường, dễ lây truyền dịch bệnh. Nhằm tăng cường quản lý cơ sở giết mổ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm,
người dân mong muốn Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện thành phố triển khai thực hiện quy hoạch giết mổ tập trung theo đề án quy hoạch và giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đồng thời có chính sách hỗ trợ cụ thể để xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp các cơ sở giết mổ động vật nằm trong quy hoạch đã được phê duyệt. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.